Vụ cháy karaoke ở Bình Dương không thể nói không có chuyện buông lỏng. Đây là ý kiến của một số đại biểu Quốc hội sau hậu quả khủng khiếp từ vụ cháy quán karaoke An Phú Bình Dương và sau khi Thủ tướng có yêu cầu tổng kiểm tra quán karaoke tại các địa phương. Đại biểu Tạ Văn Hạng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục, không thể nói không có chuyện buông lỏng. Các cơ quan chức năng phải ra soát lại ngay tại địa bàn của mình để kiểm tra đánh giá xem cơ sở karaoke nào không đủ tiêu chuẩn phải đóng cửa ngay. Chúng ta cần nâng cao nhận thức trước hết là chủ hộ kinh doanh, chủ cơ sở, trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương. Đồng thời tuyên truyền trang bị thông tin kỹ năng thoát hiểm, ứng phó trong các tình huống cháy nổ. Bên cạnh đó cũng cần xem xét địa điểm kinh doanh karaoke đã đủ tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy chưa. Ví dụ như hẻm không có lối thoát hiểm, nhà không có lối thoát hiểm, không có điều kiện để xe cứu hỏa đi vào thì không đủ điều kiện để mở kinh doanh các loại hình dịch vụ này. Cùng với đó nên trang cần yêu cầu phải có các mặt nạ chống ngạt khói tại các phòng hát có tiêu chuẩn kỹ thuật cao hơn, đặc biệt hơn. Qua những đợt kiểm tra giám sát về phòng cháy chữa cháy cho thấy cái chính là ý thức chấp hành của chủ cơ sở kinh doanh. Đồng thời việc cơ quan quản lý nhà nước cấp phép hoạt động và thanh tra kiểm tra còn hạn chế, chưa thực sự nghiêm, chưa chặt chẽ, không thể nói không có chuyện buông lỏng, nhưng câu chuyện đã xử lý được ai chưa. Thêm vào đó vụ cháy ở Bình Dương có nhiều nạn nhân là nhân viên, vậy bao nhiêu nhân viên có được trang bị những kỹ năng để thoát hiểm? tự bảo vệ mình, cùng với đó là bảo vệ khách hàng. Đại biểu Trịnh Xuân An, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội, đình chỉ ngay các quán karaoke không đảm bảo phòng cháy chữa cháy. Phần lớn các quán karaoke bị cháy xảy ra thiệt hại về người, nhiều đều dưới dạng sử dụng nhiều vật liệu dễ cháy như xốp, mút, xong lại đóng kín, không đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn, điều kiện về an toàn phòng cháy chữa cháy. Như vậy phải ra soát xem khâu quản lý kiểm tra, cấp phép như thế nào, một cơ sở karaoke đủ tiêu chuẩn phải có hệ thống phòng cháy chữa cháy tự động, có đường thoát hiểm. Nhưng đa phần các quán đều như một hộp cứng với một đường lên xuống, mặt phía trước quán bị bịt kín làm biển quảng cáo. Với thiết kế như vậy, khi xảy ra cháy nếu hệ thống phòng cháy chữa cháy không đảm bảo tiêu chuẩn thì rất dễ biến tất cả thành quan tài. Bên cạnh việc quản lý của cơ quan chức năng, theo thông tin phản ánh trong vụ cháy cơ sở karaoke tại Bình Dương, có một số người nghe báo cháy nhưng không để ý, thậm chí có hành động xem thường đây là bài học rất lớn thời gian tới cần các cơ quan chức năng phải tuyên truyền giáo dục nâng cao ý thức kỹ năng của mỗi người dân chủ cơ sở tóm lại nếu phát hiện quán karaoke không đảm bảo vi phạm phòng cháy chữa cháy cần đình chỉ ngay và xử phạt yêu cầu khắc phục trong trường hợp không khắc phục cố tình vi phạm kiên quyết rút giấy phép đóng cửa không thể để các cơ sở không đủ điều kiện mất an toàn hoạt động đây chính là một trong những biện pháp phòng cháy hiệu quả một thực tế khác là giám sát về phòng cháy chữa cháy của Quốc hội đã chỉ ra hơn 70% nguyên nhân các vụ cháy do chập điện, do đó cần giả soát lại hệ thống điện để tránh việc chập điện gây cháy. Đại biểu Phạm Văn Hòa Đồng Tháp, bài học xương máu. Ngoài trách nhiệm của cơ quan chức năng, chủ quán karaoke thì theo thông tin báo chí phản ánh từ cơ quan công an cho thấy vụ việc có yếu tố chủ quan của con người. Khách vào hát karaoke rất lớn, việc chủ quan này có thể xuất phát từ uống rượu, bia hơi nhiều. Do đó mới có việc nhân viên báo xảy ra cháy nổ thì không quan tâm, kéo nhân viên vào cùng. Sự việc này chính là bài học xương máu và phải có sự tuyên truyền cảnh tỉnh để nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy, bảo vệ tính mạng tài sản cho mỗi người dân, khách đến quán. Cùng với vụ việc cháy quán karaoke mới đây ở Hà Nội khiến ba cán bộ, chiến sĩ phòng cháy chữa cháy hy sinh, cho thấy việc tổng kiểm tra, ra soát về phòng cháy chữa cháy của các quán karaoke trên cả nước theo chỉ đạo của Thủ tướng là rất cần thiết trong lúc này. Qua kiểm tra, cơ sở nào không đủ điều kiện, không đảm bảo về phòng cháy chữa cháy thì phải kiên quyết xử lý, đình chỉ, xử phạt. Nếu trường hợp nào vi phạm nghiêm trọng phải rút giấy phép. Thời gian qua, cơ quan kiểm tra phòng cháy chữa cháy chỉ đi vào kiểm tra, thanh tra, xử lý các vấn đề vi phạm, nhưng trách nhiệm của mình thì chưa được nói đến. Do đó cần làm rõ xem việc kiểm tra phòng cháy chữa cháy tiến hành như thế nào, hay đến kiểm tra qua loa rồi cho đi. Vấn đề này rất quan trọng để xác định rõ trách nhiệm sau các vụ cháy.